thể dục Việt Nam đã tiếp nối SEA Games 27 bằng một kỳ thi đấu thành công tại SEA Games 28 này với cái tên Phan Thị Hà Thành rất xuất sắc của thể hiện tại. Nhưng khi nói đến thể dục Việt Nam tại các kỳ SEA Games, giới hâm mộ không thể quên một cái tên quen thuộc, Đỗ Thị Ngân Thương. Đó là cô gái bé nhỏ, dễ thương được mệnh danh là cô gái vàng của thể thao Việt Nam, hay búp bê dễ thương của người hâm mộ thể thao cách đây hơn 10 năm. Đỗ Thị Ngân Thương sinh ngày 10 tháng 3 năm 89 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao. Khi 6 tuổi, thấy con gái hay ốm nên mẹ cô đã đưa cô vào trung tâm thể thao quần ngựa để luyện tập cho thêm cứng cáp. Nhờ thần thái tinh anh cùng độ dẻo dai trời phú, trong một lần đến trường để tuyển chọn vận động viên cho môn thể dục dụng cụ chuẩn bị cho SEA Games 22, cô đã lọt vào mắt xanh của chuyên gia Trung Quốc Trương Kiến Minh, để rồi từ đó thể dục đã trở thành cái nghiệp. Và cái nghiệp ấy từng đưa cô đến danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất Hà Nội năm 2005. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Ngân Thương có đủ ngọt bùi với 7 tấm huy chương vàng SEA Games và cay đắng khi cô bị dương tính với chất bị cấm, mà theo trưởng ban y tế của Ủy ban Olympic Quốc tế thì đây không phải là lỗi cố ý của Ngân Thương, mà có thể đây là hậu quả của việc thông tin nghèo nàn dành cho các vận động viên. Dù đoạt được nhiều thành tích như vậy, nhưng tấm huy chương vàng cô nhớ nhất là chiến thắng ở nội dung toàn năng tại SEA Games Philippines năm 2005. Mình đã từng đạt được huy chương vàng toàn năng, thì trong thể dụng cụ mình thấy đấy là tấm huy chương vàng danh giá nhất. Tấm huy chương đấy cũng là tấm huy chương mà mình có thể đáng nhớ nhất trong các kỳ SEA Games. Lần thứ hai mình được tham dự SEA Games thi đấu tại Philippines, thì lần đầu tiên mình được đạt huy chương vàng toàn năng, mình cảm xúc rất là hạnh phúc, và bởi vì mình đã chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được các đối thủ, vì yêu cầu nội dung toàn năng là yêu cầu cả 4 nội dung là phải đồng đều và đi phải thật tốt thì mới có thể đạt được. Năm 2009, cô gái vàng không thể tham dự kỳ SEA Games 25 ở Lào do dính án doping tại Olympic Bắc Kinh một năm trước đó. Vì sự cố này, năm 2010, Ngân Thương tuyên bố chấm dứt sự nghiệp để chuyên tâm cho việc học. Tuy nhiên, đến SEA Games 26 2011 tại Indonesia, do thiếu những vận động viên trẻ đủ khả năng, cô được động viên trở lại thi đấu. Và dù đã lớn tuổi và dính chấn thương, Ngân Thương vẫn gây bất ngờ khi đoạt 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Hiện nay, Ngân Thương là huấn luyện viên dạy thể dục cho các em nhỏ ở Hà Nội để tìm ra những lứa vận động viên kế cận cho thể dục Việt Nam. Mỗi kỳ SEA Games về, cô giáo Ngân Thương lại rộn ràng cảm xúc theo dõi các cuộc thi đấu qua truyền hình, và cảm xúc cứ như vẫn đang cùng đoàn thể thao Việt Nam tranh tài. Thực sự thì sau khi hết làm vận động viên, mình chuyển sang huấn luyện, cũng có một chút thay đổi, đó là không, bây giờ mình là cương vị là huấn luyện viên, được đứng trên bục giảng và được truyền đạt lại cho các cháu nhỏ những kỹ thuật và những động tác. Cũng có một chút thay đổi, đó là mình hiện tại không được tham gia thi đấu đỉnh cao nữa, nhưng khi mà nhìn thấy các bạn được thi đấu như vừa rồi xem SEA Games thì mình vẫn cảm xúc rất là dâng trào và cảm thấy rất là hạnh phúc như chính mình cũng đang được thi đấu vậy. Mình chỉ chúc đoàn thể thao Việt Nam mình đại thành công, chiến thắng trong mùa SEA Games năm nay. Còn bản thân môn thể dục dụng cụ nói riêng thì đã thi đấu hết 4 ngày rồi và đã gây được tiếng vang và có những ấn tượng rất là lớn đối với SEA Games lần này. Cô giáo Ngân Thương hôm nay rất hạnh phúc vì được theo đuổi nghề mà mình gắn bó và yêu thích từ nhỏ. Cô cho biết điều kiện của thể dục Việt Nam giờ đây đã tốt hơn rất nhiều về cơ sở vật chất và thuê được thầy dạy giỏi mà không còn phải vất vả đến Trung Quốc tập huấn xa nhà, có khi đến cả 10 năm trời như ngày xưa nữa. Đó là lý do để đội thể dục Việt Nam ngày càng khẳng định thành công và sự tiến bộ trên các sàn đấu khu vực và quốc tế.